Mẹ ăn đi, mẹ ăn đi. Kiệt Nguyễn chấm chị mấy điểm em? Không phải bánh mì sốt vang như vua ạ. Hôm nay chị lần đầu tiên chị học trên Google món bánh mì xíu mạng. Trời ơi là trời. Bên này bánh mì là phải mua trước xong rồi là nướng lên dần dần vậy đó mấy bà. Kiến làm ăn mình xíu mại nào để chấm cho mẹ miếng điểm nào. Con phải chấm điểm cho mẹ chứ ơi. Cái gì? Con nhìn lấy bình thường thôi. Ơ? Con có thể can đảm nói điều đó nhỉ với mẹ nhỉ? Con nhìn thấy bình thường, ý con sao nào? Con ăn một miếng con nào sao lại nhìn thấy bình thường? Nó thịt bò, ăn thử cho tôi xem. Chứ mại bò khác, chứ mại bánh mì ở trường con ăn, nào con xem nào. Bằng bình thường có ăn đâu. Bình thường mẹ có thấy menu ở trường có xíu mại nào ăn đấy. Tôi buồn ghê mà, các bà. Bà kiếm bà kêu bình thường. Chị mẹ nói cho nghe này. Mẹ vừa mới hỏi ba con là ăn bánh mì xíu mại thấy thế nào. Chẳng nói con câu gì, kêu là để anh lái xe cái. Ơ mẹ thấy có mặn không mẹ? Mặn không? À, có tiêu nữa. Được xem nào. Chút xíu rồi. Lần sau bỏ thêm miếng đường nữa. Thế à? Nó ok đó. Bỏ thêm miếng đường à? Nó ngọt ngọt, chua chua, mặn mặn, nó ngon. Nó đậm vị, còn gì, chua chua, mặn mặn. Nhưng mà nó thiếu một chút xíu đường thôi. Chừng một chút xíu đường là ok hả? À. Là tôi ăn chuẩn rồi đó nha. Bà con nào ăn chua thì lại vừa. Nhiều cà chua, nhiều cà chua. Nói chung về hình thức là được 8 điểm. Về chất lượng được 5 điểm. 7 điểm. Ôi giời ơi, ô con tình nồng. Thế này thì cười nguyên ngày rồi con ơi. Có nhiều người thích ăn chua. Nhiều người thích cái vị này á. Cà chua để đường cho nó vị nó ngọt ngọt. Chua chua. Đúng rồi không? Tình thân người ăn á. Giờ con ăn đi rồi con thích cái vị nào mà nó còn dặn thêm vậy. Má này thích một chút xíu đường ngon. Cái sốt á. À người miền Nam người ta ăn ngọt hơn một chút xíu. Ok. Nhớ. Đã hiểu. Thảo nào tôi hỏi bố kia. Bố kia bảo chứ để anh lái xe cơ. Lộn ruột. Đúng rồi. Tối về hỏi lại. Bà cũng bảo là để anh để ba đi ngủ cái. Hoặc là để ba đi tắm cái. Né trả lời. Né trả lời. Đúng rồi. Trả lời tan cửa nát nhà. Không. Là nó góp ý chung thật á thì để cho người ta nấu á, người ta dễ biết đúng không? À giống như ví dụ con thích ăn chua, cái bạn chưa thích ăn chua thì nó bị nó đúng. Giống như mình thích ngọt một chút xíu, chua chua ngọt ngọt thì là nó lại đúng. Cái nào cũng đúng hết á, nhưng mà mình góp ý tùy theo người khẩu vị đúng không? Đúng kia. Phải góp ý để cho người ta làm á, người ta mới cái năng cái gì con? Gì? Cái động lực làm thêm cái khác ngon nữa. Thử chê em bảo úp cho mì tôm. Không nếu chọn mì chọn đỏ này nó hay hơn. Chọn mì tôm. Nở. Cái này hay hơn. Ok Nguyễn Đăng. Lần sau làm rút kinh nghiệm. Cháu lần sau đâu. Một hồi con múc cái thịt này ngon. À. Con nêm miếng đường vào cái miếng sốt. Ừ, con nấu là cái sốt bỏ miếng đường vô nấu xong. Đó, con lấy cái này nè, con múc vô cái tô đi. Con sốt là cái nước sốt nó bỏ miếng đường vô, con chan lên. Con chan chi lên, tới này ăn tiếp là nó lại khác. Nấu. Bên này hôm nay Lộc dự báo là có tuyết các bà. Tí nữa có tuyết sẽ quay cho bà dòm. Chồng tôi đi đường đã gặp tuyết rồi nha. Chịu đi theo. Thôi con ơi, thôi. Tan cửa nát nhà con ạ. Mẹ để mẹ ở nhà, hôm nay mẹ còn đi chợ ông Long. Con đi đâu? Mẹ kêu là hôm nay mẹ ở nhà mẹ. Thế con đi chợ ông Long không? Sợ quá. Nhưng mà mẹ kêu là mẹ đang
Mẹ bảo là mẹ sẽ xem tuyết mà. Mới gọi đầu với bà. Bây giờ 9 rưỡi sáng các bà. Đúng rồi, em nói với chị nhá, cái này không phải phân vùng miền. Mẹ chồng miền Nam và mẹ chồng miền Bắc chắc chắn sống với mẹ chồng miền Nam dễ hơn. Người Bắc mình ấy là hay khéo và câu nệ nên sẽ không dám nói thẳng. Nhiều khi người ta nói người ta sợ con dâu buồn, mẹ hiểu không? Nhiều khi hỏi ừ mẹ thấy cũng được con ạ, nhưng được nhưng mà không ăn ai được không ăn. Nhưng mà đấy là cái quan điểm, cái phong tục ở ngoài Bắc người ta sẽ rất là hạn chế này kia. Nhưng mà người miền Nam người ta sẽ nói luôn, kể cả bạn bè cũng vậy. Chơi với người miền Nam rất dễ sống, vì người miền Nam có gì nói luôn, chửi nhau nha, chửi luôn, cuốc nhau cúc luôn, xong thâu đôi vào đó cúc chai bia xong. Nhưng mà với người Bắc mình chưa chắc nhé. Em người Bắc em biết này, mẹ mình cũng hay mùng gầu, mình hay chửi. Xong những lúc mình biết mình sai, mình cũng vài cốc bia mình xin lỗi xong rồi, mình nghĩ xong rồi, nó ghi mạ, nó ghi mạ, mấy năm sau cơm không lành canh không ngọt nó táp mình luôn. Thôi tôi thật, tôi chơi với người Bắc rất nhiều, nhưng mà đa phần những người Bắc em chơi 99% đều là người Bắc đã di cư vô Nam. Tỷ lệ người Bắc mà ở ngoài Bắc mà em chơi thân rất ít luôn, tại vì em sợ. Góp ý cho người ta để người ta cải cách đúng không? Cải cách cái làm cái nó ngon hơn. Làm sao mình có cái ăn mình cũng nói cho mai mốt người ta làm nữa, tưởng nó ngon quá người ta làm nữa cho mình cũng ăn được. Khay nó chung một chết đấy. Cứ nói không? Mình nói không? Ừ, ăn thịt bò á thì cái trái đào nó bự lắm. Không ăn thịt bò cái trái đào nó chiêu à. Chị Lê Hoài, cuộc sống xã hội này nó thế chị. Thực tế là nhiều khi em ngồi em nghĩ những cái người ghét em ấy, em thấy họ cũng rất tội luôn. Em thấy họ tội điểm này. Con người ai cũng có những hỉ nộ ái ố riêng. Xong rồi có những người cuộc sống bình thường thật sự của người ta nó không được suôn sẻ, nên khi người ta thấy người khác suôn sẻ người ta khó chịu. Cái đấy em cũng suy từ em ra. Cái lúc em còn trẻ em cũng sân si. Lúc em còn trẻ em nhìn những người thành công hơn em cũng có những lúc ấm ức chứ. Vẫn có những ấm ức tự hỏi rằng là mẹ sao mình làm hoài nó không phát triển. Nhưng rồi cái giây phút đấy nó cũng sẽ qua nhanh thôi. Và tự soi gương và tự biết mình như thế nào. Nên mình cũng hiểu luôn là cuộc sống con người không phải ai cũng may mắn có được một sự nhận thức rằng mình thua kém ở đâu. Ví dụ em ngu tiếng Anh, các thầy chị thấy không? Em rất là ngu tiếng Anh. Nhưng mà cái điều đấy em không phủ nhận. Thì mình ngu. Ví dụ như ở Việt Nam thì em có thằng Đạt. Em có thằng Đạt, em có con Trang bạn em. Nó sẽ tư vấn cho em đúng không các chị? Nhưng mà sang đến bên này, mẹ chồng em tiếng Anh thì cũng chỉ nghe được khoảng 30-40%. Bà nói thì được khoảng 20% là hay lắm rồi. Hai mẹ con lọc cọc đi chợ cũng nhìn thấy cái sự thua thiệt của mình. Mẹ chồng em cũng thấy sự thua thiệt của mẹ chồng em. Nhưng mà người lớn mà, chúng ta là người càng lớn thì chúng ta cái trí não của chúng ta nạp được cái kiến thức nó rất thấp. Tại sao người ta nói là con nít học nhanh, nó hòa nhập nhanh? Tại vì cái trí não của chúng nó không nhồi nhét nhiều những cái áp lực của chúng ta. Nên bản thân con nít nó đi học nó sẽ hấp thụ rất là nhanh. Đó. Cho nên là gì? Mình sẽ thấy rằng là có những lúc mình rất bực với những người, người ta vu oan giá họa cho mình. Ví dụ hôm qua bà kia xoay thẳng cái livestream của con kiến về chửi rằng là con mẹ mày đi lừa đảo tiền của người ta để tiêu, xong trốn nợ sang Mỹ, rồi con kiến nó sẽ gánh nghiệp hết. Mình thấy rất là thương hại. Mình vô Facebook mình thấy cuộc sống rất là khổ sở, nghèo hơn mình là chắc luôn rồi.
Nhưng mà vấn đề là share một cái livestream chửi mình cũng được. Nhưng mà livestream chửi con mình là mình trốn nợ và mình mượn tiền không trả. Xin lỗi đi, tôi đi Mỹ ấy, những đứa nợ tiền tôi rất mừng. Những đứa nợ tiền tôi là rất mừng trong lòng luôn. Có những đứa chuẩn bị đến ngày giả nợ rồi đó, chưa biết là có tiền để trả nợ hay không. Còn đời tôi chưa biết nợ ai, nói thế cho nó dễ. Tôi thích tôi vay nặng lãi bên ngoài, chứ mà đời tôi vay tiền nặng lãi bên ngoài nha. Và lần duy nhất trong cuộc đời tôi mượn tiền, đó là mượn thằng Dược Sĩ Tiến 5 tỷ. Khi mà tôi mua một miếng đất, hụt 5 tỷ tiền tiết kiệm. Nhưng khi ngân hàng SCB có vấn đề, tôi cần phải rút hết toàn bộ số tiền của SCB ra. Nhưng vì mình vay lãi quyển sổ tiết kiệm của mình, hiển nhiên mình là người vay nợ ngân hàng, mặc dù vay trên cuốn sổ của mình. Nên bắt buộc mình muốn lấy toàn bộ bảo toàn cục tiền của mình trong đó ra. Mình bắt buộc phải đẩy 5 tỷ vô trong cái tài khoản ngân hàng để gỡ quyển sổ tiết kiệm của mình đang cầm ra. Là mình gọi thằng Dược Sĩ Tiến: Tiến ơi, chị mượn 5 tỷ, một tuần nữa chị trả được không? Tại vì là mình đẩy tiền vô. Đẩy tiền vô thì cái chế độ mà nó cho rút ra là cho rút mỗi ngày 5 tỷ. Nhưng nó còn bị phụ thuộc vào việc người ta làm thủ tục hỗ trợ. Là mình mượn thằng Tiến 5 tỷ, mình gọi ok chế, cho em quay hết đêm nay, sáng sớm mai 11 giờ em chuyển chế nha. Khi nó ngày hôm sau nó chuyển cho em 5 tỷ thì em ra ngân hàng Vietcombank em lấy ra 5 tỷ. Thì em gọi cho bên ngân hàng SCB kêu rằng bây giờ em chuyển tiền vô thì xử lý cái hồ sơ của chị, để đến ngày mai chị rút tiền ra nha em, nhanh nhất có thể để chị trả tiền. Thì bên SCB bảo rằng là: chị Trang ơi, bây giờ không cần, bây giờ chị không cần phải đẩy 5 tỷ vào đâu, xử lý được luôn rồi chị. Là mình gọi thằng Tiến: ơ Tiến ơi, chị chuyển lại em 5 tỷ liền với ngân hàng, không cần sử dụng khoản tiền này nữa, vẫn để chị rút số tiền này ra. Xin lỗi, con Trang này chưa biết mượn tiền. Nói thế cho nó dễ. Đời con Trang chỉ có đi gửi tiền thôi. Còn nếu như có mượn, chỉ có mượn nợ đứng của cái người mà cho vay nặng lãi bên ngoài. Mở bún đậu đã dám mượn 3.000 một triệu một ngày thì tôi không phải là loại tầm thường. Mấy bà, nên rằng là ấy, nhiều người ấy, không biết người ta là ai, đi lên trên mạng sử dụng cái não bộ của mình, phải sử dụng não bộ để người ta biết là mình được ăn cơm. Đi nghe hơi nổi chó của những đứa không quen không biết, không biết thông tin ở đâu mà dám đi vào nhà người ta nói người ta là gì. Xin lỗi các chị này, nếu mà rảnh quá em đập vi bằng, em kiện luôn, em kiện thẳng được luôn. Đấy là tội vu khống, sỉ nhục xúc phạm người khác. Dám bảo tôi đi mượn tiền, mượn nợ ngân hàng xong trốn nợ sang Mỹ. Chúng mày ngu thì ngu vừa thôi, cho tao ngu với. Nhà tao ở 102 xẹt 26 Cống Quỳnh là cơ sở kinh doanh của tao. Một ngày biết tao thu bao nhiêu tiền không? Rồi bán hàng online của tao một ngày kiếm bao nhiêu tiền? Đậu đậu ơi, mua bột đánh răng inbox chị em, nhắn tin vào Facebook cho chị. Nên là nhiều khi con người ấy, có nhiều đứa ấy, nó có ăn có học mà tôi tưởng là nó ăn đất không à. Nó nghèo hèn, nó nghèo khổ, nó nghĩ ai nghèo khổ giống chúng nó. Nó nghĩ rằng là ai đi sang Mỹ cũng là thoát ly như là thoát ly. Nếu mà muốn thoát ly được ấy, mẹ cả lò chúng mày muốn thoát ly không được luôn. Nói thế cho nó dễ. Thoát ly, tao tưởng chúng mày thoát ly Campuchia chúng mày mới sợ. Thoát ly sang Lào, Campuchia chúng mày mới sợ, chứ thoát ly sang Mỹ chúng mày mừng quá. Lo cuộc đời của mình đi mấy chị. Tết nhất đến nơi rồi, còn 40-45 ngày là Tết. Lo mà kiếm tiền Tết đưa cho mẹ 5 triệu 10 triệu để mẹ đi mua hoa mua bông cúng ở tổ tiên ông bà, cho tổ tiên ông bà độ cho cái não mình nó bớt lợn. Gớm, xin lỗi các chị, tôi đi mà tôi không đủ tài chính tôi không đi đâu các chị. Mình có làm gì làm như mẹ chồng tôi dạy ngày xưa này: con làm gì con làm, con phải chủ động. Mình có thế nào mình phải chủ động. Nhưng mẹ chồng không bênh chồng nữa nha. Phải nói đúng à, con thấy thoải mái con hẳn đi. Sang đây làm cái gì? Mẹ sang đây mẹ không có làm gì cả, nó cũng bí bách lắm. Rồi con mình đi làm nuôi mình cũng vất vả, đúng không mọi người?
là mẹ ai không thương con. Nhưng mà ai mà, nhưng mà nếu mà mẹ tôi không sang thì ai chăm con, ai chăm chồng tôi? Chồng tôi là ăn cái gì? Hamburger để từng bên này người ta, bên này người ta hay sầm từng cọc tập gặp tập đến về cái nào sáng xong là ra nướng là ăn này, đúng không mẹ? Về là người ta từng cái hộp đồ ăn, hôm qua tôi quay trong siêu thị cho mấy bà đấy, người ta sẽ hâm từng cái đấy người ta ăn các bạn. Tự mình nướng, tự mình làm. Bên này người ta, tại sao người ta lại béo phì? Tại vì người ta thường ăn hamburger, người ta hay ăn đồ có bơ. Tại sao người ta ăn đồ có bơ? Tại vì bên này rất là lạnh, người ta ăn đồ có bơ để người ta giữ ấm cơ thể. Cái tỷ lệ thức ăn có bơ sẽ làm cảm giác lâu đói hơn và ấm hơn. Nhưng mà vấn đề cuộc sống này này, tôi thấy rất nhiều người rất kỳ lạ. Tôi thấy thương hại luôn ấy. Ví dụ như tầm này, 9 rưỡi sáng, tôi ăn sáng là tôi dậy tầm 6 rưỡi 7 giờ. Chuẩn bị, thích thì dậy, không thích thì mẹ chồng tôi lại nấu ăn cho chồng tôi, còn không tôi thích thì tôi dậy. Xong kêu tôi đi làm ô xin, tôi nói các chị nghe này, các anh các chị nào bảo tôi đi làm ô xin sang bên này tôi cũng mừng luôn. Biết nhận thức sang đây làm ô xin là may lắm rồi. Chỉ sợ rằng không biết nhận thức rằng cái việc sang chăm sóc chồng con gia đình là ô xin. Nếu như bảo mình là ô xin bị nhục ấy, thì bảo tự tay vả vào mặt bố mẹ mình, ông bà mình, những người bà của mình, những người dì của mình, những người mẹ của mình, những người vợ của mình và những người chị gái của mình. Có người phụ nữ nào Việt Nam mà không chăm sóc chồng con? Có người phụ nữ Việt Nam nào mà không chăm chồng con các chị? Ô các chị buồn cười nhỉ. Tôi chỉ sợ các chị mà có xin được visa sang Mỹ ấy, còn làm bục mặt bục mày chứ không phải được như tôi. Trời ơi, tôi ăn, tôi ngủ, tôi thích tem, tôi ngủ, tôi thích dậy rào dậy. Mà tôi lại còn không bị mẹ chồng cái kiểu mà bó buộc. Đấy là tôi còn có phước hơn các chị nhiều lắm. Nên các chị bớt đi, bớt đi. Nên là tốt nhất thế này. Ok, lại còn kêu là ở nhà khu này rẻ bèo khu ổ chuột. Xin lỗi, ở bên này có rẻ bèo khu ổ chuột thì cái dân Việt Nam của mình, những cái đứa mà tốt xích kiểu đó, chưa chắc chúng nó hết đời mua được cái nhà này đâu mà kêu khu ổ chuột. Khổ lắm, phải trước khi nói cái điều đó thì phải ngồi nghĩ này. Là tôi như thế nào ở Việt Nam, tôi có những cái gì ở Việt Nam rồi. Con người ấy, người ta không khoe khoang, người ta không khoe khoang không có nghĩa là người ta không có. Khoe thì các cưng bảo là khoe cho lắm. Ở đời con người, người ta thấy đủ là đủ. Thấy đủ là đủ nha các chị. Nếu kêu rằng ổ chuột nhà bình thường, tôi có đâu có nói nhà tôi biệt thự. Tôi chưa bao giờ nói nhà tôi là biệt thự. Tôi chưa bao giờ nói nhà tôi là nhà giàu. Tôi nói là nhà tôi đủ ăn. Nhà tôi đủ ăn, không thiếu. Không quá giàu có nhưng đéo bao giờ là thiếu. Ok chưa? Đời tôi chỉ có đi cho chúng nó mượn tiền thôi, chứ chưa bao giờ tôi biết đi mượn tiền. Có tiền để mua được cái nhà gọi là ổ chuột bên này không? Mấy trăm ngàn đô đấy, mua được không? Mẹ có khi đến bên 100 triệu, chúng mày còn không có để mà bỏ ra. Chứ còn tao hắt xì hơi một cái, một đấu má một tháng tiền lời tao mấy trăm triệu lận. Xin lỗi đi, 5-10 năm trước thì không bao giờ đi. 5-10 năm trước tôi không bao giờ đi vì lúc đó tôi đã có cái gì. 12 năm trước tôi mở bún đậu. Chồng tôi đi cũng mười mấy năm, mười năm mấy rồi, mười mấy năm rồi. Mười mấy năm. Tôi mở bún đậu là tôi hai bàn tay trắng, có đúng 60 triệu. Rồi khi tôi kiếm được tiền, quán đông như quân nguyên, tôi gom được tiền, tôi cũng muốn mua một cái xe ô tô. Để muốn mua cái hột xoàn tôi đéo, để tôi lên mặt với đời, để chứng minh với những đứa khinh tôi rằng là gì. Đấu má tao cũng mua được hột xoàn rồi. Nhưng rồi cuộc đời tôi cực kỳ may mắn. Ăn nhậu là trên trời dưới biển, nhưng mà lại có những mối quan hệ. Anh em bạn bè bạn nhậu là những người cực kỳ thông minh và những người cực kỳ có tầm nhìn. Chỉ nói em câu này này, Trang ơi, mày muốn ấy mà tồn tại được lâu dài phải có cái nồi cơm nguội. Sống chết phải có nồi cơm nguội. Đi đâu về có nồi cơm nguội, mày chỉ cần tưới miếng nước mắm vào là mày đủ ăn rồi, là mày có thể qua được cái cơn đó. Mày không có nồi cơm nguội là mày chết. Thế là lý do vì sao các anh của tôi chỉ tôi là phải mua được cái nhà bún đậu, thay vì đi mua một cái ô tô mấy tỷ để lên mặt với đời, là tôi đi mua cái nhà bún đậu. Ngày đó tôi chỉ có 2.3 tỷ. 2.3 tỷ. Cái nhà bún đậu là 5.3 tỷ. Tôi mua mượn nợ ngân hàng Eximbank và tôi trả cực kỳ nhanh. Trả rất nhanh và bị phạt đâu mấy trăm triệu tiền, gọi là
chênh lệch cái lợi lãi suất gì thì không nhớ. Tôi trả xong cái nhà bốn đậu là tôi mua vài cái chung cư tôi cho thuê. Rồi đến khi tôi nhận ra rằng người ta bảo tôi rằng là nhà chung cư cho thuê nó chỉ là cái tiền như vậy thôi, nhưng mà cái giá trị tịnh tiến tăng tiền thì nó lại không đúng. Nó không đúng với giá trị tiền em bỏ ra. Em nên đầu tư đất xa mà không phải đầu tư dự án. Em mua đất xa, mua đất rộng, mua đất to, mua nhà mặt tiền. Nhà mặt tiền cho thuê, kệ mẹ chúng nó, kiểu gì cũng có tiền. Ai chết em không chết, em có tiền cho thuê nhà, em ăn ăn sống. Thế là em bắt đầu lên kế hoạch là mua nhà các quận. Nếu như mình có tiền thì mình mở và mình đủ sức quản lý thì mình mở các quán bún đậu tại các quận. Tuy nhiên, ông trời ông ấy công bằng lắm. Cho mình được cái may mắn này thì sẽ không cho mình được cái trí tuệ khác. Tôi là người không giỏi về cái kinh doanh nha. Có chứ con? Tí nữa rơi đậm mày quay. Thế rồi tôi không biết là tôi không có khả năng để tôi mở chuỗi bún đậu. Bởi vì tôi là người không có học thức. Tôi không có học thức về việc quản lý một hệ thống nhà hàng. Đó là lý do tôi cho thuê nhà. Và tôi chuyển hướng sang, tôi hiểu rằng là mình là người có khả năng nói trước đám đông. Mình là người có một cái trí não học và nhớ được. Cho nên mình sẽ chuyển sang một cái dạng, đó là việc kinh doanh online. Sử dụng trí não của mình, khả năng nói trước đám đông, tròn vành gió chữ, truyền tải âm vực của mình, nhấn nhá đủ kiểu. Không phải ai cũng livestream được trên mạng đâu các chị. Livestream trên mạng là phải có một cái khẩu ngữ để người ta muốn nghe, và phải biết sắp đặt, chia sẻ. Đôi khi mình đọc những câu chuyện và quan điểm của một người khác, một hoàn cảnh khác, mình chia sẻ với mọi người để mọi người thấy mọi người trong đó, thì mọi người sẽ thấy con bé này ngoài bán hàng, nó sẽ chia sẻ những vấn đề về cuộc sống rất dễ để hiểu. Mình cũng là người trải qua những chuyện này. Ồ, sao mà mình không nghe được câu chuyện của con bé này chia sẻ sớm hơn. Đó là lý do tôi đã thành công trên bán hàng live stream. Tôi bán hàng live stream trước những đứa bây giờ rất nhiều rồi. Những cái thời điểm ấy mà làm ăn dễ dàng ấy là tôi đã làm ăn từ rất sớm rồi các chị ơi. Đến khi mà người ta đã năng nhặt chặt đi, người ta đã đầy bầu rồi, người ta đi ăn đi chơi 3 năm nay rồi. Trước khi tôi sang Mỹ là tôi đã chuẩn bị tinh thần từ 3 năm rồi các chị. 3 năm trước là tôi đã phải biết đi chơi, tôi biết thưởng thụ, tôi gặp những người nào tôi mang ơn. Tôi sống cuộc đời của tôi với những người tôi từng mang ơn, những người giúp đỡ tôi. Tôi tri ân một cốc cà phê, một bữa cơm, một lời cảm ơn. Em cảm ơn anh, em cảm ơn chị đã giúp đỡ em những lúc khó khăn. Ít nhất một câu nói của mình thể hiện sự biết ơn với người giúp đỡ mình. Đó là một sự mãn nguyện. Tôi đã xong xuôi, tôi không nợ lần ân tình về cái câu nói, về sự thể hiện rằng cảm xúc của mình tôn trọng họ cỡ nào. Rồi người ta mới đi các mày ạ. Nha. Người ta mới đi nên người ta không có gì là sốc cả các chị. Đã xác định sang đây là ăn ngủ làm sao cho đỡ béo. Bởi vì thời tiết đang lạnh quá thôi. Chứ không lạnh tôi cũng xỏ giày và tôi chạy bộ rồi các chị. Trời ơi các chị ơi, các chị bảo em trốn nợ, các chị tìm hộ thằng đứa nào ở Việt Nam dám mở mồm nói tôi nợ. Tao tát cho vỡ mồm. Đứa nào đưa ra bằng chứng tao nợ xem, tao cho mày biết thế nào gọi là mẹ mày ngồi sờ cẩm luôn. Nói thế cho dễ nhá. Chúng mày đừng nghĩ là chúng mày nghèo, chúng mày khó khăn, chúng mày mắc nợ khắp nơi, chúng mày nghĩ ai cũng mắc nợ. Cái đầu ngu. Cái người mà người ta mắc nợ ấy, mà người ta có một cái nhà hàng kinh doanh như vậy ấy, là sẽ có mấy thằng đàn em ấy, nó ngồi ở cửa chờ mày tối tầm 10 giờ nhá. 10 giờ mày bán hàng xong nó thu tiền mày luôn. Chị Băng Nguyễn ơi, kệ đi em ơi, chị bớt ngu lại. Ở đây không có kệ, mà nói để cho những đứa ngu nó hiểu. Ở đây không chích kệ, bà kệ đi về bà ngủ. Trời ơi, mấy bà thử bị bảo rằng là mắc nợ đi. May là tôi lại còn tiền bạc để về. Đất đai trù phú, mẹ đầy đất còn chưa cho thuê được cái kìa. Khổ lắm mấy chị ạ. Thôi các chị cố gắng mà mắc nợ đi em. Ngửi vội. Khổ thật sự luôn. Xong mấy con ngu còn kêu có tiền mà sao Mỹ phải ăn cá khô. Vì mẹ bên này có tiền mới ăn được cá khô mấy con lồn ơi.
bên này phải có tiền chúng mày mới ăn được cá khô nhá. Chúng mày không có tiền ấy là chúng mày mua Costco, chúng mày mua cá đông lạnh mà ăn. Để ăn được cá khô của quê hương ấy, ngoài chuyện chúng mày mua hàng từ Việt Nam chúng mày gửi sang, thì phí vận chuyển sang đây là từ 15 đến 20 đô cho 1 kg. Ở bên Mỹ ấy, chúng mày phải có tiền nha, chứ không phải là ở như ở Việt Nam chúng mày xách lời ra chợ chúng mày mua cân cá khô đâu. Trời ơi, em nói các chị em không phải tự dưng mà em chửi chỗ đó mấy chị. Gớm. Mẹ Việt Kiều bên này nhìn cá khô thèm chết mẹ luôn. Em nấu bát canh cua hết cả triệu bạc, rau mùng tơi và mướp đắt vậy. Chứ rồi không ý. Chờ đấy, chiều tôi đi chợ người Việt tôi quay cho xem. Nhá. Tôi mua 1 triệu một con mực. Ôi dồi ôi, ngày đang nhờ để mua mấy con cua cho kiến hấp ăn đây này. Con ghẹ con cua cho kiến hấp ăn đây này. Còn cái con cua cứ đang fit đây là mấy cái con mà cua to to bên này thì ăn nó bở lắm. Em nói các chị ở bên này này, thịt bò nó rẻ như cho. Thịt lợn nó rẻ như cho. Úi dồi ôi, tôm đông lạnh của nó có 10 mấy đồng 1 kg. 10 giờ sáng, mới ngủ dậy. Bên này nó ăn uống đông lạnh không à. Nhưng mà thịt lợn, thịt bò thì rẻ như cho. Úi dồi ôi, thịt lợn, thịt bò, thịt gà rẻ như cho mấy bà. Mà còn tươi nữa. Thịt lợn, thịt bò, thịt gà bên này nhá, nó tươi, nó mềm, mà nó còn rẻ. Mấy bà Việt Kiều bên này á, có tiền còn đéo mua được cá khô ngon mà ăn. Các chị Việt Kiều bên này công nhận không? Các chị thấy em ăn cá khô, các chị chẳng tin chết mẹ luôn. Mua nhà em có bán đâu. Tại vì em có biết gì bên Mỹ đâu mà bán. Bên đó có trồng rau trong thùng xốp được không chị? Không mang hạt có trồng ăn chị hỉ. Em sợt vào Mỹ được mang gì? Em sợt vào Mỹ cấm mang gì? Thịt, các loại hạt, những loại lá tươi. Thịt, các loại hạt, những loại lá tươi. Hương Lan Trần dậy trên cả hôn cơm thôi. Bán đi chị mà vào. Trời ơi em ơi, sang đây để nghỉ ngơi. Cho chị nghỉ ngơi đi em. Khi nào chị rất buồn, chị không có việc gì làm nữa, chị mới đi bán hàng. Hàng ngày vẫn bán online đi thầy. Bán online nhân viên chốt đơn không kịp đấy. Trồng rau bên này tiền nước tiền cống quá tội tiền mua. Đâu biết đâu. Ở xét cá mực đồ ăn cũng cấm nên càng đắt. Vâng chị Thu Hiền. Các chị công nhận không? Những người Việt của mình ở Mỹ, em hỏi thật các chị là tỷ lệ các chị một năm về Việt Nam được bao nhiêu lần? Ôi, hết tiếng rồi kìa. Các chị ở Việt Nam, các chị ở Mỹ, sống ở Mỹ thì các chị bao nhiêu lâu các chị về Việt Nam? Các chị nghĩ đi, tỷ lệ người thân các chị ở bên Mỹ, các chị về Việt Nam được bao nhiêu? Tại vì bên này đi làm đóng thuế rất nhiều cho nhà nước. Một năm em về một lần, đấy là em là thuộc dạng gọi là có điều kiện đấy em à. Đúng không? Chị biết có những người 3-4 năm chưa về được một lần. Huy Nguyễn nó biến đi mày.
nói chung tôi thèm gà, gà ủ muối, tôi thèm gà luộc. Bên này em nói các chị nha, các chị mà thấy em ăn đồ Việt thèm chết luôn, các chị công nhận không? Bên Đức có người 18 năm chưa về Việt Nam. À, 60 đô một con. Cháo khăn lê. Để em lấy miếng bình trà giảm cân nói chuyện. Trời ơi Hòa, Hòa ơi, thủy đậu kia gà. Ăn xong mới nhớ ra uống 2 viên đốt mỡ. Đó, 2 viên đốt mỡ bụng. Đó. 1 viên thảo dược gan. Ủa, chị gái em bên rước 12 năm chưa về lần nào. Chị ơi, gà hầm táo đỏ nấm hương mẹ chồng em làm suốt ngày. Gà hầm táo đỏ nấm hương mẹ chồng em làm suốt ngày. Người Hoa mà. Nhưng mà người Bắc ấy, người ta hay thích ăn gà luộc, chấm muối tiêu chanh, lá chanh. Ăn bắp miến măng gà. Trời ơi. Em nói với chị ấy, viên đốt mỡ bụng, tôi gầy đi rồi mấy bà. Hai. Đó, các bà nói là tôi phải đi gâm mang. Chờ tôi sang đây, thải độc gan á. Chờ em xíu nhá. Có ba đứa con càng không về được, buồn ghê, đi làm suốt thứ bảy chủ nhật gọi điện nói chuyện tí tẹo lại kêu bận. Bên nước ngoài người ta làm việc ghê lắm các chị. À đúng rồi, chiều làm con gà gặm chơi, đúng rồi đó em. Để đi lấy miếng năng. Chờ xíu. Bầu ra. Ừ. Mẹ chồng tôi này đó. Mẹ chồng tôi cẩn thận không mấy bà. Đó. Xin lỗi đi. Mấy chị bên này u măng khô ấy, làm sao như nhà tôi, thấy chưa? Thấy chưa? Măng khô. Chồng tôi rất cẩn thận để cái logo bún đậu cục hàn vào đây. Đó.
Đúng rồi, qua đây Nhung gửi đồ ăn chứ biết sao giờ. Đó, thấy chưa? Thấy măng khô chưa? Đó. Nên là măng khô này nhà em nhớ không lầm là bao nhiêu trời. Em nhớ không nhầm măng khô này, nhà em măng khô là mương bán nhá. Măng nhà em là măng Tây Bắc nha mấy chị. Trời ơi. Đó. Rửa măng. Trời ơi, tôi ngâm măng tôi, các bà chờ tôi chiều nay 3:30 họp chợ. Tôi sẽ mua con gà. Tôi về tôi nấu gà. Biến măng gà. Đầy đủ chị ơi. Ăn vặt bảo ở Mỹ có thiếu gì đâu. Chị chẳng bao giờ tin ở Mỹ có thiếu gì đâu. Ở Mỹ chắc chắn đồ ăn Mỹ không ngon ở Việt Nam. Một số món Việt Nam. Chị khẳng định với em luôn. Chị khẳng định với em luôn. Ở Mỹ chẳng thiếu cái gì. Nhưng chị đi 4 chợ Mỹ ở tiểu bang này thì đều không có măng ngon, và đều không có miến ngon, và cũng không có nấm hương ngon như của chị. Ok chưa? Chị sure với em luôn. Ở Mỹ không thiếu cái gì. Nhưng mà đéo bao giờ mua được nấm hương của chị. Chị phải nói luôn cho em hiểu nhá. Cho em xem. Không có em bảo là chị sợ lơ. Để chị xem là bên chị đã đi rồi, chứ còn không chị cũng không bị thần kinh. Nào. Chị sang đây chị không tìm được cá khô ngon là một nha. Chị không tìm được nấm hương ngon, em nhìn này. Em nhìn nấm hương nhà chị này ha ha ha. Em ơi, chị nói em rồi, em nhìn chị mang đi này. Chị mày chị này, em nhìn này, nhà chị này. Hộ chị cái, em nhìn hộ chị cái nấm hương nhà chị cái, em nhìn hộ chị cái. Nhá, đấy. Nói cho em thấy nha, nhá, nhá. Em hiểu vấn đề không? Có nhưng mà nó không ngon. Bên này nó chỉ hầm nấm đông cô thôi. Ok chưa? Không phải tự dưng mà người ta sang đây người ta chất đồ đâu em ạ. À. Chị đâu có rảnh, chị đâu có khùng. Đó. Trời ơi, nấm hương phải Tây Bắc em à. Này, em tìm miến hộ chị cái, em tìm miến. Em nhìn tìm miến rong Thái Nguyên hộ chị cái nào. Nào, em tìm hộ chị cái em muốn bao nhiêu nợ miến nào đây, em chị hỏi em. Đây. Trời ơi, em ơi, người ta đóng cái thùng em biết không, chị đi cồng kềnh. Khổ lắm, ăn vặt bảo ơi, chị nói thật với em này, miến gà Madame Hoàng sang đây 60 đô một cái, đúng rồi. Nhà em gần Sapa, đúng rồi, nấm hương này chị nhập từ Sapa mà em. Trời ơi em ơi, chị bán đồ ăn mà. Chị hầu cái món chị đầu tiên đó em à, tại vì lúc đầu chị mua chị ăn đó. Trời ơi em ơi, khổ quá miến này. Đấy đấy. Trời ơi em à. Úi giời ơi, cũng rất khổ. Phê vậy đó.
Đúng không? Nên rằng là các bé ơi, ở Mỹ cái gì cũng có, nhưng mà thiếu hương vị thôi. Cái gì bên này cũng có. Bên này cái gì cũng có nha em nhé, nhưng mà là nó không có được như Việt Nam mình. Đấy, sương sương nhẹ nhẹ nhá. Gửi sang bên này với đồ khô 15 đô đến 20 đô. 15 đô một thùng hay 20 đô không nhớ được. Đây. Thấy măng không? Măng ngâm da này. Măng ngâm da thế này này. Ủa con gái đang làm gì đấy? Lại ăn à con? Con ăn tí nữa. Con xíu à? Cái gì đấy? Cho em ăn à? Con ăn này chưa? Ba viên này chưa? Ăn rồi, hồi nãy con mới ăn xong. Ăn ba viên này chưa? Ăn lúc nào đây? Hồi nãy con mới ăn xong. Xong xuôi hai bà cháu lại lên lầu ngủ. Đây, có việc gì làm đâu? Ăn đi ngủ không? Hai bà cháu đi ngủ à? Đấy, nhà tôi ăn đi ngủ đấy mấy bà. Thấy chưa? Ơi! Ok. Lên ngủ đi. Đấy. Sáng dậy. Bây giờ 10 giờ sáng lại đi ngủ. 10 giờ sáng đi ngủ các bạn. Đâu bên này 10 giờ sáng. Tôi với Kiến với bà nội là ngủ dậy lúc 7 rưỡi sáng. Làm món xíu mại bánh mì cho chồng ăn. 8 giờ chồng dậy ăn đi làm. Bây giờ 10 giờ 10 phút. Tôi lại ngồi đây. Đấy, tôi lại ngồi đây, tôi rửa bát. Xong tôi lên nhà tôi ngủ hoặc tôi livestream. Các bà thấy chưa? Chiều nay mẹ chờ mấy mẹ con tôi lại được đi chợ ông Long Việt Nam để xem hôm nay nó có làm món gì không. Đó. Đi trốn nợ an nhàn. Đi trốn nợ an nhàn mấy bà. Các bà thấy đúng không? Cuộc đời đi trốn nợ vô cùng an nhàn luôn. Có ai đi trốn nợ sang Mỹ với tôi không? Đấy, tôi rửa bát, tôi suốt ngày ở bên này chẳng gì có việc gì làm ngoài rửa bát, nấu cơm. Chẳng việc gì làm ngoài rửa bát, rồi nấu cơm. Nhưng mà lúc đầu ấy thì tôi nghĩ rằng là tôi sẽ không cảm thấy phù hợp. Nhưng mà tự dưng giờ tôi thấy phù hợp đấy. Tại vì tôi thấy rằng là khi mà tôi làm những cái công việc nhà này, tự dưng tôi thấy tôi tự dưng trở thành một người con gái rịu ràng.
ở nhà thì phầm phập chạy ra quán nhậu như chó già chó dại, nhậu suốt ngày suốt đêm, có cái niềm vui của nhậu. Hỡi góc phố dịu dàng, đó nên là cũng mong những chị nào, anh nào kêu em chiếu nợ thì em cũng mong một ngày các anh chị có bị nợ, mắc nợ lần trần ai thì các anh chị nhớ đến rằng em Trang cũng từng mắc nợ, đi trốn nợ như thế này đây. Các bác ạ, những ai đi trốn nợ hãy trốn nợ như em Trang. Sáng rửa bát, nấu cơm cho chồng. Kim Hoa, khổ quá em à, đi trốn nợ khổ quá. Ôi cuộc đời, chủ nợ ơi, Đại Dương, khổ thân bà chị ruột, sao mang bà vú sang. Em ơi, chị có bị liệt đâu mà cần phải mang bà vú sang em. Tại sao lại phải thuê người làm khi ở bên này chẳng có cái việc béo gì ngoài cái việc dọn nhà với cả nấu cơm. Ở bên này nếu như không có lượng việc này chắc em xì chết, vì em không được làm. Các chị ạ, vì em live stream em ngược giờ các chị. Em live stream ngược giờ các chị. Mai Linh, chị ơi khi nào chị về mua cho chị cặp vé khứ hồi đi Mai Linh. Em mua chị cặp vé khứ hồi chị về liền. Chị em thì có tiền. Giờ đi trốn nợ. Giờ chị đi trốn nợ. Ăn bán chồng, làm gì có tiền để mà về. Em ơi chị khổ quá. Cuộc sống của chị ở những kiếp ngày trốn nợ, chị khổ quá. Ok Đình Việt Thiên Vũ, các chị ơi, em sang đây trốn nợ. Mùng 9 vào Sài Gòn ghé quán chị nha. Anh Kiều có vào Sài Gòn không? Mới ngày đầu bún đậu chế trăm việc, chiên đậu trà mặt mà không có mấy việc nhà đơn giản để chế. Trời, Kim Hoa ơi, mấy cái việc này nó không khác gì mỗi cầm inox. Nhớ ăn chụp hình check in tác chị vào, bảo rằng đi ăn bún đậu ủng hộ chế Trang, để chế có tiền mua vé về Việt Nam chứ đi trốn nợ bên Mỹ khổ quá chế ơi. Chị khổ quá. Ok Mai Linh. Ok Kevin, chuẩn bị học đây, chuẩn bị học bài lái xe đây. Hê lên Nguyễn, chị chưa bắt đầu cho em đã đi rồi. Bên này 10 giờ 10 sáng. Đây chuẩn bị đi học bằng lái xe đi bà. Các bác ạ, em bắt đầu từ hôm nay em vào học mấy 100 câu hỏi để đi thi lái xe các bác ơi. Em biết lái xe, các bác thấy cái cảnh. Nhưng bên này không lái xe để live stream được đâu. Bên này lái xe em lái chi nó bắt mẹ vào tù. Đâu qua đây là người phụ nữ làm năng gì, chả qua ở nhà thì chị có giúp việc thì chị không phải làm. Sang đây thì chị thích làm thôi chứ chị việc gì chị phải làm. Thích thì làm, chả thích thì mẹ chồng chị làm. Mẹ chồng chị có phải là những người phụ nữ già nua khú đấy kiểu kia đâu.
Đó. Măng nè. Trần Triệu Vi, em có được đi học không em? Em có được đi học với có được bố mẹ dạy không? Bé. Bé có được đi học với được bố mẹ dạy không? Mày hỏi ai qua bao lâu rồi? Nhiều đứa tao tưởng là được bị thất học không à? Nhiều đứa tưởng bị thất học không à? Hỏi ai qua bao lâu rồi? Nếu mày bằng tuổi tao thì bạn ơi, bạn qua bao lâu rồi? Mày hỏi ai qua bao lâu rồi? Mày ít tuổi hơn thì chị ơi, chị qua bao lâu rồi? Mày nhiều tuổi hơn thì cháu ơi, cháu qua bao lâu rồi? Rất là ghét những cái đứa mà muốn người khác tôn trọng mình, nhưng mà mình lại không tôn trọng người khác. Khổ ghê, đang rửa bát. Hiền không được em yêu ơi. Chị buồn quá. Để chị Hiền nào. Bên này 10 giờ 15 sáng các chị. Đó. Chết rồi, đến giờ lại ngồi nhòm các chị ơi. Em có bằng lái xe là em lái xe em lượn lờ ngoài đường rồi. Tao dạy mày công hiếp ơi, còn ăn tiếp giờ này nó béo bỏ mẹ ăn tiếp. Chị ở bên đây lâu không á? Khi nào chồng đuổi về chị về bé. Đúng rồi Bảo Vũ. Hôm nay có đi chợ chứ ngày nào chỉ đi chợ em. Tuyết nó bay hết rồi em ơi. Nó rơi có một tí nó bay mất rồi. Chào chị Lê Lao Quỳnh. Chị Trang bên đấy sang trắng da, không phải sang trắng da đâu em, mà là chị cũng bôi kem dưỡng thể. Bên đây lạnh chứ? Các bà chờ tôi nha. À bên này lạnh nhưng mà vì trong nhà người ta bật điều hòa đó em. Hin hin hít hít gì đấy. Nhòm ra cửa sổ nghĩ về Việt Nam các bà. Chỗ chị có tàu ấy, sẽ biết đâu chị thấy có tàu ấy mà. Chị thấy có tiếng tàu bíp 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 bíp. Chị sát ai cũng trong tiếng. Bíp bíp bíp. Túi đâu nhỉ? Đi mẹ công hít mất dạy quá em. Chị dáng lên hai tạ cho giống Tây mà mất dạy quá. Công hít với em út mất dạy quá. Khui chai bia nhìn trời nhìn mây á. Hay. Ok ok. Chị cân hai lần rồi xem đi. Chị cân hai. Chào Lâm Kevin. Bên đây mấy giờ rồi em trai? Bên đây mấy giờ rồi Bảy ơi? Mấy giờ rồi? Bên đây mấy giờ rồi? Hôm nay chị có làm cá rán không? Trời ơi không mẹ ơi. Tôi không làm món cá rán đâu. Không. Bên này em gầy vị. Ồ, hôm nay quán có khách không Bảy ơi? Sài Gòn mưa không em? Sài Gòn có mưa không em ơi? Có thêm nhân viên chưa em ơi?
Bảy ơi, có thêm nhân viên chưa em? Trời ơi, chị khổ quá, Bảy ơi. Bôi dưỡng thể này, tôi cho cái bà giòm này, tôi gầy này mấy bà. Nha, tôi cởi áo ra đi mấy bà. Cho cái bà giòm, tôi gầy rồi. Chị Trang dạo này da đẹp thật. Hơi béo tí thôi này, ngấn mỡ này. Mỡ này, ok. Có em là đủ rồi chị, ờ đúng rồi Bảy. Có Bảy là chị an tâm đi Mỹ. Đó, thấy không? Các bà thấy tôi không? Sang bên này tôi kể các bà nghe. Đó. Tôi gầy đi được mấy lạng rồi đây. Đây, thấy không? Nó bớt rồi, bôi kem tan bụng hàng ngày đó mấy bà. Với cái đại, tôi sang đây có mười mấy ngày chứ mấy. 19 sang đến đây hôm nay bao nhiêu rồi? 11 ngày. Gầy như em chưa? Thằng mất nết. Thằng Bảy mất nết. Thằng Bảy mất nết nha. Tao sắp gầy vào ngày rồi. Tao không nhờ, tao sắp gầy vào ngày rồi. Mình nhìn ta đi. Dùng mỡ bụng. Trần Tiểu Vi em, à, Trần Triệu Vi gầy hơn em á. Em làm gì mà gầy, à, mà béo, chị thấy avatar đẹp mà. Quá buồn. Dưỡng thể Trang ơi. Sang đây chịu khó dưỡng thể lắm. Body lotion gớm lắm. Này, mới dưỡng trắng body mới có 10 ngày thôi. Mà các bà nhìn đi, da nó trắng hơn bao nhiêu rồi. Sang bên này nha, tắm nước nóng, gội đầu nước nóng, phải ủ tóc. Trời ơi, hôm trước được tặng mấy hũ ủ tóc của ông anh. Sang đây ủ sướng hết cuộc đời. BBF là gì hả em? BBF là gì chị không hiểu. Mày đừng có viết tiếng Anh chị chịu. Đó, thấy không? Dưỡng thể này. Dưỡng thể cái này bên này thì không mắc đâu, nhưng mà ở Việt Nam 295.000 nha. Đó, dưỡng thể đây này. Mồ, thời tiết lạnh không có mồ hôi cũng cảm thấy gầy đi. Có thể đấy Hoài Thương. À, body lotion bath and body wash cũng chị dùng đấy, ok đúng rồi, chị không biết tiếng Anh, sorry em. Bà 295.000. Đó. Nói chung chị xài cái này chồng chị mua cho chị đấy. Bạn Trang có tay son đẹp cũng không dễ dàng thế đâu các chị ơi. Em uống trà giảm cân viên đốt mỡ bôi kem tan mỡ đấy chị ạ. À. Áo ngực này bên Mỹ có mấy đô à? 8 đô à? Cái bra này hình như em mua bên Mỹ hình như ba cái có 18 đô hay là 19 đô không nhớ. Hai cái hay ba cái rẻ lắm em không bán. Có chị, dưỡng thể này em bán đi cho chị. Nó có nhiều mùi, các chai các màu khác nhau. Các chai các màu khác nhau nhưng nó chỉ là những cái mùi hương. Ví dụ cái này mùi hương hoa hồng, có cái mùi hương biển, có cái mùi hương quế, có cái mùi hương nhài, có cái mùi hương nhẹ nhàng, có cái mùi hương spa. Thì các chị ơi, các chị yên tâm là tất cả sữa tắm và dưỡng thể của cái hãng này rất thơm. Nếu mà bạn Trần Triệu Vi mà biết ở bên Mỹ là biết rồi, rẻ lắm. Bên này á, thơm, hầu như cái nào cũng thơm. Bên này ví dụ như bình thường nó là 9 đồng 9 đồng hoặc là 8 đồng 9. Thì đến hôm qua nó được sale còn 4 đồng. Chưa có thuế, chưa vận chuyển. Ship về Việt Nam em nghĩ nó rơi vào khoảng tầm 10 đồng. Em ship về Việt Nam, em đang mua sale thì về Việt Nam tầm 10 đồng. 10 đồng thì bán các chị cỡ 295.000 là đẹp. Đó, màu cái màu đỏ này này là hương hoa hồng các chị. Tưởng chị bán em muốn mua về hàng chị toàn hàng chuẩn. Ừ, cái này chị mua ở Walmart rẻ lắm. Tại vì chị không mặc áo có gọng, vì chị đặt ngực, cái ngực chị nó to rồi. Chị mặc cái này để đi ngủ chị cũng mặc được. Zoom zoom su su ạ. Ờ, cái này thơm mùi xa ghê lắm. Nói chung cái hãng này này, mùi nào cũng thơm. Chào dưỡng phùng, mùi nào cũng thơm. Dưỡng thể sướng lắm đây này.
Đó. Em là có cái vùng này, cánh tay này, đến đây là đen. Tại vì là ở Việt Nam em hay mặc áo ba lỗ, áo cộc tay em đi xe máy về. Đó. Ở Việt Nam dạy, ở cái này bên Mỹ dạy thật sự luôn. Tại vì em có đi đâu đâu. Em không đi đâu nên là em chỉ mua cái đồ rẻ rẻ em mặc. Mà chất lượng nó ok lắm chị này. Ok này. Này, đó. Đây các chị thấy dạo này khoảng 10 ngày nay da trắng không? Bôi cái dưỡng thể đấy, cái dưỡng thể Trung Quốc nha. Cái dưỡng thể Trung Quốc nha. Có con em đi Thượng Hải cách đây 2 tháng. Nó dùng trắng quá. Mới kêu nó lấy cho, mua cho em, nó để lại cho 10 chai. Đến khi cách đây trước hôm sang Mỹ dùng thấy ok, đặt nó 100 chai 360.000. Cái này chị nào ghét em cũng được, không thích mua của em cũng được, lên tao bao đặt 560.000 nha. Chị nào ghét em thì đi lên tao bao đặt 560.000 nha. Chị không bán đâu Dung Suka, chị không biết về mấy cái gửi hàng từ bên Mỹ này bao giờ. Tại vì trước giờ là chị nhờ người nhập hàng để gửi về cho chị, chứ chị không có biết đi gửi hàng. Bên này có biết lái xe đâu em. Bên này không phải muốn đi gửi là gửi đâu em. Em phải biết lái xe có bằng. Chào Dương Phùng. Đó, dưỡng thể này nhá. Thứ nhất là mịn, trắng mịn, không bết dính, không lậu vân kem nha. Rất mềm, có cấp ẩm luôn. Các chị ở Việt Nam thì không cần bôi dưỡng thể, mà bôi trực tiếp cái này thôi. Ở Việt Nam ý thì nó không quá khô, bên này là cực kỳ khô vì là mở điều hòa, mở hít nữa. Em chào chị Cẩm Tú. Các chị xem em, các chị thấy em cũng các chị mà không có Atifan vào em cũng dễ thương vui vẻ mà đúng không chị? Đó trời. Các chị là nhìn này, bôi kem nhé, các chị chỉ thấy khoảng 3 phút nữa thôi. Nó thấm vào da và nó làm cho da mình rất mướt luôn. Đó, da rất mướt nha mấy chị. Đó, thấy không? Các chị nhìn cái lưng này. Thấy cái tay này. Đó. Còn chị nào mà da khô á, chị nào mà da khô thì các chị dùng thêm dưỡng thể. Còn chị nào mà da không khô, các chị dùng cái này trực tiếp luôn. Đó. Nhưng mà nếu như mà dùng chung với dưỡng thể thì cái sự hấp thụ của cái kem này nó sẽ đạt được cái cực điểm. Để chị tìm cách qua Mỹ chạy taxi cho Trang Khàng nhậu vui. Trời ơi bà ơi bà, hôm qua bà nhậu bà có say không bà Mây? Hôm qua chị nhậu có say không? Cái này 360.000 nha, 100 gram. Còn chị nào ghét em thì lên tao bao mua 560.000. Ôi giời, bọn anti ghét chị, em càng mừng với chị ạ. Kệ chúng nó, tự dưng mình thấy cuộc đời mình là thi vị. Chúng nó ghét mình, chúng nó chửi mình lại cảm thấy vui. Tại vì có đứa nó quan tâm mình chứ không chết mẹ mất, buồn lắm chị ơi. Buồn lắm. Đó, thấy không? Các chị bôi dưỡng thể này này, cỡ khoảng 1 tháng thôi là các chị thấy khác luôn. Trời ơi, em nghĩ chị may là hôm qua không say đâu. Đúng không chị? Chồng em thích da trắng nên là em mới trắng đó chị à. Thì vì cái đoạn này là cái đoạn hắn nhìn thấy trực diện thì mình phải vỗ thôi. Chứ chân tay thì tắt đèn nhà ngói như nhà tranh, biết mẹ gì. Bôi chỉ cho tốn kem thôi. Đúng rồi mà. Cái đoạn này là hắn hay nhìn thấy, tắt đèn nhà ngói như nhà tranh. Chân thì biết nhé, thì đen thì không đen. Vâng, chị Hoài Thương đặt dưỡng thể chị Trục Quỳnh lại. Chị dưỡng thể chị chỉ vào nhắn tin là mua, chị mua dưỡng thể. Bà tội là má đã gặp và nhậu chung ở ngoài đẹp lắm, ở ngoài không ăn hình. Chết mẹ sao lại tội mày, tao sang đây tao chỉ có mỗi tội một chuyện là tao được nhậu thôi. Thấy không? Đó. Này mọi người này, thích lắm nha. Bôi cái dưỡng thể thích cái trời. Bà kia đặt thử một hộp xong qua bảo cho chị mua 10 tuyết. Trời thần thiên địa má nội. Bà chị tôi. Đó. Cái hộp này ai ghét em cũng được, lên tao bao đặt 560.000. Mà khi nào ở trên tao bao nó sale, nó cũng sẽ vào khoảng tầm 360 đến 390.000. Chưa có vận chuyển nhá. Chị nào ghét em cũng được. Cái này hàng nội địa Trung Quốc. Nội địa Trung Quốc em đang lấy. Em đang chờ sữa rửa mặt. Chị thấy chưa?
Bây giờ em đến giờ bôi kem tan mỡ bụng cơ chị. Trời ơi, Trang phải đẹp mà thôi. Ây dồi ôi, mát quá Trang ơi, kem tan mỡ bụng. Đó, em bôi kem tan mỡ bụng. Chị nào đẻ xong này, bụng dạng thâm dạng đen này, chị nào sinh xong mỡ bụng, sinh xong là bôi liền nha. Cái mỡ nó đang mềm, sinh xong bôi liền luôn. Mặc quần ghen bụng. Đó, thấy không? Mỡ này người ngấn này bà, mạnh là ngấn. Đó. Úi trời ơi, Trang ơi, mỡ Trang ơi. Không sao. Tất cả mọi thứ, cái bụng sẽ xuống cuối cùng. Em thấy tay chân em nhỏ đi rồi, lưng em đỡ rồi này mấy chị. Tại vì làm sao, khi mà mình mập ấy, bao giờ nó cũng lên đầu tiên là cái bụng. Nhưng nó giảm thì cái bụng là cái xuống cuối cùng. Đấy. Tay chân em nhỏ đi rồi, mông em cũng mọt nhỏ đi rồi mấy chị. Kem tan mỡ bụng 1.350.000. Sang đây một quần xịt màu hồng. Không, sang đây một quần xịt màu hồng. Cà rốt mấy bà. Quần xịt mà quần cà rốt. Đó. Vâng, chị Hoài Thương lát lên check inbox. Trời ơi. Khô rồi này, kem khô rồi này mọi người. Không lộ vân kem nha. Này, đây là nhìn này. Thấy không? Thấy không? Áo đen nha, không lộ vân kem. Đó. Ok chưa? Chị Trang để thường em ơi. Đó, thấy chưa? Ok chưa? Ok chưa? Ok chưa? Đó. Kem này bôi cỡ 5 phút thấm hết vào da, không lộ vân kem. Nên là các chị nào mà điệu đời ấy, các chị nào điệu đời thì mua sớm. Em thích cái này là vì nó không lộ vân kem nha. Chứ còn nó mà lộ vân kem em dùng em cũng không thích. Vì ra đường người ta biết mình bôi kem. Thích lắm này các bà. Nó vừa dưỡng, nó vừa làm trắng, nó vừa dưỡng mấy chị. Đó. Sáng ngày ra ở nhà, sáng đánh răng rửa mặt rồi, sáng đánh răng rửa mặt rồi, ở nhà bôi miếng kem dưỡng. Không phải bôi kem chống nắng đi. Bây giờ lên giường ngủ, bây giờ tôi lên giường tôi ngủ mấy bà. Tôi lại lên giường tôi ngủ. Các bà ơi, tôi ngủ đến 3 giờ chiều tôi dậy, rồi để tôi đi chợ. Khổ quá, ăn đi ngủ không à mấy bà ơi. Tôi khổ quá đi mấy bà ơi. Đấy, ở nhà mấy chị này bôi một lớp kem dưỡng trắng này, xịt lên tóc. Cái này dùng cả ngày lẫn đêm. Chị Hằng Phạm, chị mua 2 tip dưỡng trắng toàn thân như đây, trắng body chị ạ. Đâu cái gì dậy sớm chị, bây giờ 10:30 sáng rồi còn dậy sớm. Em dậy từ lúc 7:30 rồi. Sáng nay 7:30 sáng dậy nấu bánh mì xíu mại cho chồng. Là 8 giờ em nấu xong, 8:30 nấu xong rồi em đi lên tắm gội cái là chồng em đi làm. Vâng, chị Nguyễn Nguyệt, mua dưỡng thể để em tí em nhắn tin cho chị. Đấy, các chị thấy không? Cái này, kem dưỡng này là bôi cả ngày lẫn đêm. Bôi cả ngày lẫn đêm nha mấy chị. Đó. Xịt lên tóc. Cái này em xài đến bây giờ là 7 năm rồi nhá. Dưỡng da mặt này xài 7 năm rồi. Một bộ của nó sẽ là toner, serum trắng da và kem dưỡng. Đây, bộ này đã xài 7 năm. 6 năm rưỡi, chính xác là 6 năm rưỡi. Nhưng mà ban ngày chỉ cần bôi kem dưỡng thôi, không cần bôi toner và serum đâu. Bên này là 10:35 chị. Giờ bây giờ lên giường ngủ. Lên giường ngủ các bác ơi. À, chị Trần Diệu Linh, cái bộ này bôi sáng tối. Nhưng mà bạn buổi tối thì chị sẽ dùng toner. Buổi tối rửa mặt xong chị dùng toner, sau đó chị dùng serum.
hoặc là chị dùng tinh chất trắng da chống nhăn peptide. Hai chai này thì các chị có thể dùng song song. Ví dụ toner tinh chất trắng da peptide hoặc là tinh chất trắng da peptide vượt trội hơn tinh chất của Sinentoc, là chai này nó chống nhăn, giảm rõ rệt những vết nhăn trên bề mặt, làm phẳng da. Còn tinh chất trắng da Sinentoc nó giúp cho da trắng nhanh, mịn và mọng nước. Còn cái này nó vừa được trắng da mọng nước mà nó có một cái chức năng vượt trội hơn, đó là chống nhăn. Tuy nhiên chai này 50ml, nó có giá là 680.000. Chai này là 120ml, có giá là 750.000. Sau đó các chị dùng kem dưỡng trắng da. Đó, kem dưỡng trắng da là 850.000, giảm còn 750.000. Nhưng mà vì ban ngày đấy, thì chỉ cần rửa mặt xong các chị bôi một lớp kem dưỡng trắng da là ok rồi. Nếu chị nào sử dụng kem chống nắng thì sau khi bôi kem dưỡng trắng da này cỡ 1 tiếng các chị mới lên bôi kem chống nắng, để cho kem nó thẩm thấu vào da. Ok, ok chưa? Sang đây ấy, là thời tiết nó lạnh, cho nên là cái lướt da của em ấy, nó cũng mướt hơn bình thường. Tại vì thứ nhất là bên này em uống nhiều nước. Cái thứ hai bên này em chịu khó bôi kem rất nhiều, vì em rảnh quá, em không có việc gì làm. Em rảnh, em không có việc gì làm, em chỉ có bôi kem thôi các chị. Em bây giờ em đang đếm về 10 giờ 37 sáng. Em làm sao để em qua được cái cung mà tầm 2 giờ chiều em dậy em làm tô phở hoặc tô mì tôm hảo hảo bị bò viên và bóc bòa. Sau đó em ngồi đánh răng rửa mặt, em nghiêng mình ráo nước, em vỗ kem tiếp. Thời tiết nó khô, em vỗ kem. Em vỗ kem sau đó là em mặc đồ. Em lên chợ Ông Long em mua 2 con gà ta. Em về em luộc, em xé một con em ăn trước và một con để nguyên đó chờ chồng về, em xé ra cho chồng ăn miếng gà đêm. Coi như là mình gái đảm nhưng thực tế mình ngoạ mẹ một con gà từ chiều rồi. Chào Trần Thanh Tùng về Việt Nam nhiều bạn ơi. Trời ơi, bạn cứ để từ xong xuôi giấy tờ từ đi về liền này. Xong xuôi giấy tờ từ đi về liền bạn à. Đó, tớ đấy, may mà tớ còn kịp nhậu với bạn được vài buổi, không có tớ buồn ghê bạn ơi. Sang đây là tớ tự dưng trở thành thục nữ, có khi về tớ thua các bạn về độ nhậu. Vì nhậu nó là một trong những cái bộ môn nghệ thuật mà chúng ta cần phải rèn giũa mỗi ngày. Trong khi em sang đây thì từ ngày em sang đây là 12 ngày, em mới được uống có 5 chai bia. Thế là cái mồm nó rơi rớt, nó nhạt nhẽo lắm các chị ơi. Sao uống nó nhạt vô cùng lắm các chị ơi. Đấy các chị ạ, các chị thấy em có khổ không? Đó, chồng em bảo rằng là, chào Sơn Henry, chồng em bảo rằng là em bỏ cái thói tiết kiệm điện đi. Em đi đến đâu em cũng tắt điện. Em tiết kiệm một cách khủng khiếp. Các chị nhìn nhá, chuẩn bị có cái đèn. Các chị chuẩn bị có cái đèn. Cái đèn này, đèn này. Đấy, cái đèn này nó tự động này. Nó tắt đúng không? Tắt đúng không? Đó, nó bật. Có nghĩa là cái đèn cảm ứng này bên này nó rất là rẻ. Em sợ nó tốn điện. Chồng em lúc nào cũng bật cái đèn này, à cũng cắm khắp muôn nơi đây, đây, đây. Ở dưới đất cũng có một cái đây. Ông ấy làm đèn khắp muôn nơi mấy bà. Tôi bị cận thị, ông ấy sợ tôi ngã vập. Ông ấy trồng đèn khắp muôn nơi mấy bà. Ông ấy làm khắp muôn nơi xong rồi là tôi cứ nghĩ rằng là úi trời, chết mẹ mày rồi Trang ơi. Trời ơi. Nhóm nhậu online Trang ơi, không xuống đô về Việt Nam không nhậu lại đâu. Em cũng nghĩ thế đấy chị ạ. Em cũng đủ má, em cũng lường trước rồi các bác ơi. Em tiết kiệm điện các bác, đi đéo đâu tiết kiệm thổ sư. Em thuộc cái loại gì không biết đâu nào. Để cái biển lên nào. Để cái biển đó mấy bà. Các bà làm gì? Tôi buồn thế này, tôi ngồi đây này. Tôi ngồi đây tôi chờ các bà đây các bà. Cái gì mà nhung đỡ bà lại cười tôi đi. Cái con mụ này nè. Cái con mụ này. Các bà cười tôi đi được rồi. Tôi đẹp hơn các bà chắc luôn rồi. Nhá. Các bà yên tâm. Giờ tôi đẹp lắm rồi. Các bà thấy không? Các bà công nhận là tôi sang đây tôi đẹp hơn không? À. Các bà ghét cũng phải nói một câu tử tế cho các này. Công tâm trong lòng thôi. Có phải tôi sang đây tôi đẹp hơn không? Đúng chưa? Em có một thằng đang chửi em chị ơi. Chó ngoài đường thì đông lắm chị. Chó ngoài đường thì đông lắm.
mình có nên để ý nhiều đến chó không? Kệ mẹ nó đi chị. Chó sủa là chó không cắn, cứ để chó sủa ven đường đi, trời ơi đang buôn. À chị vô nhóm còn chưa biết số điện thoại các bà. Chị ơi em đã có số điện thoại bên này đâu. Em phải chờ mấy hôm nữa mua số điện thoại bên này đã. Em chưa có số điện thoại bên này. À Kiến chưa kêu buồn đâu chị Yến Mùi. Kiến chưa kêu buồn. Em nói với chị nghe bây giờ một sáng ngày ra thức dậy mà em không có ai chửi em buồn lắm nha mấy chị. Sáng ngày ra nha. Trời ơi, đem biển qua Mỹ bán luôn chứ gì nữa chị. À, em ở đâu cũng đẹp nhưng sao mình đấy thấy đẹp hơn hẳn. Ờ đúng rồi, trắng xinh không, vì bên này có làm mẹ gì đâu các bác. Suốt ngày ngồi trong nhà, đi siêu thị thì ngồi ô tô. Mà bên này không khí nó sạch lắm. Cái này không phải là mình xính ngoại nhé. Cái đường xá bên này, thứ nhất là em ở vùng ngoại thành, vùng quê mùa ấy, vùng quê ấy các chị, giống như kiểu Long An với quận 1 đấy, em ở vùng ngoại thành đấy, nên là thời tiết chiều lòng mề. Giống các chị các ngay xem bộ phim mà Ngôi Nhà Nhỏ Trên Thảo Nguyên không? Đơn giản tôi là Magia ấy. Đơn giản tôi là Magia. Ngôi Nhà Nhỏ Trên Thảo Nguyên thì chỗ em nó như thế đấy. Rất thích luôn. Mẹ em bảo là khi là mùa hè đẹp lắm con ạ. Cây xanh mướt, các đồi cỏ xanh mướt, con tha hồ đi chụp hình. Xong nó chuyển thu. Nó chuyển thu. Lá vàng đẹp lắm. Nó vàng lá tím. Nó chuyển cả lá hồng nữa. Đó. Phúc Phúc, chị Trang qua đây đúng chuẩn hàng thực phẩm chức năng luôn à. Trước giờ chị chưa cần qua đây, chị vẫn buôn thực phẩm chức năng Mỹ, Úc, Pháp, Nhật bình thường đấy. Tài phiệt mới ở nơi đó đấy, không phải đâu. Em thấy nhà người ta cũng to lắm. Nhà em nhà nhỏ xíu. Hà Thủ Ô này, Hà Thủ Ô giúp cho tóc này, chống rụng, mọc, đen tóc, chống bạc là cái này đây. À, sang vùng này phải dùng Hà Thủ Ô nha. Mẹ vùng bên này nó rét, chúng mình gội đầu, chúng mình toàn gội nước nóng. Tóc nó yếu, phải sử dụng Hà Thủ Ô. Bên này gội tắm 100% nước nóng, rửa tay 100% nước nóng. Ú là trời. Đó, em sang đây các chị biết không? Em là một con người biết thân biết phận. Nào viên vitamin E. Rồi vitamin E đây rồi. Phải năn nỉ mẹ chồng uống dùm nửa hộp vitamin E, vì mẹ chồng cũng uống một số thực phẩm chức năng. Em bảo mẹ cứ uống một ngày một viên vitamin E cho nó đẹp da. Đó, bên này da khô này, một viên vitamin E, thấy không? Cặp hồi xuân, một viên hoa anh thảo, cân bằng nội tiết tố nữ. Đúng rồi chị, Hà Thủ Ô ăn trực tiếp hoặc là chị nhai uống bình thường. Đó, cặp hồi xuân, vitamin E và hoa anh thảo. Đó, đó. Các chị biết không, chưa kể là em uống collagen. Hóa ra sang phụ nữ tôi chết mẹ. Bà mẹ chồng em sang đây, sang đây. Nhiều người khen mẹ chồng em da đẹp. Ngoài chuyện bà ý bôi bộ trợ bộ trị nám dưỡng da đông sung, thì bà ấy có uống một cái này giống em. Mà cái này em uống ít hơn bà ấy, nên là em không được đẹp như bà ấy, nên người ta cứ khen bà trẻ đẹp. Bà ý uống collagen nước. Collagen nước này nó có thành phần chống ung thư nha mấy bà. Mới tìm hiểu, mới nghiên cứu, mới học về sản phẩm xong. Cái này thì trước giờ ấy, nó là collagen nước được chiết xuất từ trái kiwi, trái dâu tây nha. Cái này được chiết xuất từ trái kiwi, trái dâu tây. Hàm lượng collagen của nó là 4.000 mg nha. Hàm lượng biotin là 2.000 mg. Silica là 6.000 mg. Và nó có 25 thành phần calorie.
Cái này ấy, ai sử dụng cái này là thứ nhất này, làm cho da trẻ hóa, giảm tải sự lão hóa. Collagen giúp cho da chống chảy xệ. Những cái người nào chảy xệ này, nọc mặt này là phải uống cái này. Thì mẹ chồng em đã uống cái này, ồ, hóa ra bà uống cái này từ lâu lắm rồi. Nhưng mà đấy, em thì ở Việt Nam đấy, mẹ em mới uống nhậu nhanh hơn, uống bia uống rượu nhanh hơn uống thực phẩm chức năng. Sang đây thì rảnh lắm, bây giờ có việc gì để làm đâu. Hàng ngày mẹ em nấu trà bông cúc, táo đỏ cho em uống. Nên các chị thấy không, em sang có mười mấy ngày thôi, các em là các chị cũng thấy khác. Khác thứ nhất là do môi trường sống, thời tiết nó sạch hơn. Khác thứ hai là em ngủ nghỉ đúng giờ, công việc của em không bị nhiều và quá tải như ở Việt Nam. Ở Việt Nam thì em phải chạy ra em trông quán, em phải trông nom kho bãi, em phải làm rất nhiều việc. Em phải đi nhậu, em phải ngồi nhậu, em phải ngồi chửi khi nhậu, em phải về em ói. Em còn sang đây thì ấy, cái này này, cái này thì mọi người cắt cái này ra này, cắt cái này ra ha. Mọi người pha một ống này vào 2 lít nước lọc nha. Pha một ống này vào 2 lít nước lọc, uống thay nước lọc. Một là cho đá uống chung, hai để ngăn mát tủ lạnh. Collagen này đặc thù của nó được chiết xuất bào chế từ trái cây, nên chỉ có đẹp da, căng da. Đấy, từ hôm em sang em chưa uống nha, tại vì là mẹ chồng nấu bông cúc nhiều. Nhưng mà cái này để mai em bắt đầu em pha vào cái bình, vì ở trên này không có cái kéo, em không cắn được, cắn được. Răng giả đừng cắn nha, mẹ nó cứng lắm ấy. Cái này nó cứng lắm nha, răng giả đừng cắn, nó cứng, rơi mẹ răng đấy. Đó. Chả biết mà hộp mặt nạ ngủ cấp ẩm của tôi, mặt nạ môi của tôi để đâu rồi. Đó, nước hoa bím để sẵn đây này. Đấy, nước hoa bím để sẵn vào đây này. Đó, mấy bà thấy không? Nước hoa bím 415.000. Hôm nay thứ 6 rồi, đến ngày giờ rồi. Đó. Ok chưa? Dưỡng mỏ 105.000. Cái này organic của Mỹ nha. Dưỡng môi organic của Mỹ. Đó. Ok chưa? Cái này organic của Mỹ. Mời các mẹ, mại dâu 105.000. Và cái này em tách ra là em tách từng thỏi này nha, vì nó một cái vỉ 12 cây. Một cái vỉ 12 cây. Em chị nào thích mua một vỉ thì nhắn tin em giảm cho chắc là 10.000, 20.000, tại vì cái này em không lời bao nhiêu, nhưng mà cái này dùng sướng lắm nha. Cái dưỡng môi thì dùng sướng lắm, cho túi quần. Trời ơi. Đây lý do vì sao em thấy chồng em lúc nào cũng có cái dưỡng môi. Hóa ra là bên này rất hanh và khô. Môi hắn lúc nào cũng mềm là do hắn dùng cái này. Còn em chị sang đây thì để đầu giường một cây, chỗ nấu cơm một cây. Thôi đi ngủ đây. 11 giờ trưa rồi, đi ngủ trưa đây mấy bà ơi. Bôi kem dưỡng xong thì ngủ trưa là đẹp nhất rồi các bà. Nha. Bye bye các tình yêu.